Hello, xin chào tất cả quý chị khách hàng nha. Lại là Nam đây ạ. Thì hôm nay là bước sang những ngày đầu tiên của tháng 10 2024 rồi anh chị. Nên video này, Nam sẽ cập nhật lại giá tất cả các màu xe Future 2024 có cửa hàng bên Nam và chương trình trả góp của dòng xe này. Anh chị nào mà đang quan tâm về dòng xe Future 2024 á, thì tham khảo lại video này của Nam nhé. Rồi thì hiện tại dòng xe Futurelet 2024 này, nhà máy Honda Việt Nam mình sản xuất tổng cộng có 3 phiên bản nha anh chị. Phiên bản đầu tiên đó chính là phiên bản tiêu chuẩn ha, chỉ sản xuất một màu duy nhất đó là màu xanh bánh căm này. À, bản tiêu chuẩn là bánh căm thắng đĩa nha anh chị, và có một màu duy nhất là màu xanh này mà bên em hay gọi là xanh da trời, xanh dương đó anh chị. Rồi tiếp theo đó là phiên bản đặc biệt nha. Phiên bản đặc biệt thì sản xuất có hai màu thôi anh chị, và đặc trưng của bản đặc biệt đó là nước sơn nhám nha. À, cụ thể đây là màu xanh nhám và màu đen nhám nha anh chị. Bản đặc biệt thì nó sử dụng là bánh mâm thắng đĩa, và cuối cùng đó là bản cao cấp ha, nó sẽ có ba màu anh chị và nước sơn bóng. À, đó chính là màu đỏ đậm này. À, bánh mâm thắng đĩa màu đỏ đậm. À, màu thứ hai đó là màu xanh bóng, à, xanh đậm nè, giống như cái màu xanh của bánh căm vậy đó, nhưng mà nó là bánh mâm thắng đĩa nha. Và màu thứ ba đó là màu trắng nha anh chị. Đây, màu trắng yên đen, à, bánh mâm thắng đĩa. À, thì tổng cộng có một màu nè, hai màu, ba màu, bốn màu, năm màu. Năm màu zin của nhà máy 2024 là phụ trợ chỉ có năm màu này thôi. Còn nếu như anh chị đi mua phụ trợ 2024 mà khác năm màu này thì Nam khẳng định với anh chị 100% là những cái màu khác xe này là màu độ lại nha anh chị, có thể là sơn lại nè, có thể là dán đề can lại nè, vân vân. Còn màu zin của nhà máy thì chỉ có năm màu này thôi. Ở đây thì Nam muốn chia sẻ với anh chị cái màu nào là màu zin của nhà máy và màu nào màu độ lại thôi. Còn vấn đề anh chị thích thì anh chị mua là bình thường. À, đây là chỉ là cách nhận diện thôi anh chị. Rồi thì cũng không vòng vo nữa ha, vào thẳng vấn đề luôn anh chị, Nam sẽ báo giá luôn ha. À, thì cụ thể ngày hôm nay á, là ngày 4 tây tháng 10 2024 rồi. Đầu tiên đó là phiên bản tiêu chuẩn nha anh chị. Bản tiêu chuẩn lưu ý ha, bánh căm là chỉ có một màu xanh này thôi. À, còn ví dụ như anh chị mua màu trắng, màu đỏ, màu xanh nhám, màu đen nhám, màu bánh căm thì cái đó là người ta đổi bánh nha anh chị, hoặc là người ta về người ta tự làm lại nha. Đó, và đặc trưng của bánh căm là gì? Mặt nạ nó cùng màu với thân xe, dù màu trắng nè nó màu đen. À, xe màu xanh bánh mâm á, thì nó mặt nạ nó màu đen. À, xanh nhám cũng màu đen, màu đen nhám mặt nạ cũng màu đen luôn. Chỉ có duy nhất cái màu xanh bánh căm là mặt nạ cùng màu thân xe thôi. Đây anh chị, bánh căm thắng đĩa nha. Khu chợ chúng ta không có thắng cơ thắng đùm nha anh chị. Mâm cũng là thắng đĩa mà căm cũng là thắng đĩa, chỉ có thắng sao là thắng cơ thôi. Ở đây, xe này khá quen thuộc rồi nên em sẽ cố gắng quay lướt qua nha. Đây anh chị, ốp sườn phía sau nè, tem chữ khu chợ nè. Tay dắt thì sơn màu đen sơn bóng nha. Đó, yếm bờ cổ nè, yếm ổ khóa nè, khóa là khóa cơ nha anh chị. Đồng hồ thì cũng đồng hồ cơ luôn. Rồi thì chiếc xe Future bản tiêu chuẩn màu xanh bánh căm thắng đĩa này thì bên em đang bán ra mức giá là 34 triệu 900 ngàn nha anh chị. 34 triệu 900 ngàn màu xanh bánh căm thắng đĩa phiên bản tiêu chuẩn. Rồi tiếp theo đó là bản đặc biệt nha anh chị. Bản đặc biệt thì chỉ có hai màu sơn thôi, đó là cái màu xanh nhám này và màu đen nhám. Bản đặc biệt thì cũng là bánh mâm thắng đĩa nha. Đó, mâm 5 cây, tất cả bánh căm hay bánh mâm đều là vỏ có ruột hết nha anh chị. Và đĩa cũng giống nhau luôn ha, nó chỉ khác nhau cơ bản về cái nước sơn của con heo dầu thôi anh chị. Đó. Rồi thì đây là màu xanh này anh chị. Đó, xanh này là xanh nhám nha. Nam sẽ quay sơ cái màu lại cho anh chị xem. Và tất cả xe phụ chờ hệ thống đèn pha cốt là đèn led nha anh chị, chỉ duy nhất cái hệ thống đèn pha cốt là đèn led thôi, còn đèn định vị, đèn sương mù đó, đèn halogen hết, đèn hậu của halogen luôn, đèn xi nhan cũng là halogen luôn nha. Đó, đây anh chị, xíu Nam sẽ quay cái phần sau cho anh chị xem sao ha. Đó, rồi đây ốp sườn đây. Tất cả xe Future bánh căm hay bánh mâm phiên bản tiêu chuẩn cao cấp đặc biệt thì cái tem chữ đều giống nhau hết nha. Chữ Future 3D nổi nè anh chị. Phía trước thì có dán cái tem số 125 nè, tượng trưng cho động cơ ha. Future là động cơ 125 phân khối nha anh chị, phun xăng điện tử FI. Tuy nhiên những cái đời sau này 2024 thì không có dán cái tem số FI, tem chữ FI đây nữa nha anh chị. Không có dán trên nắp tay lái nữa, mà những đời trước mới có ha. Ví dụ anh chị thích thì có thể đặt cái tem nó dán vào, nó chỉ có vài chục ngàn thôi. Nhưng mà nguyên bản của nó là không có nha. Rồi thì Future màu đen nhám phiên bản đặc biệt này, màu xanh với lại màu đen nhám là bằng giá nhau nha. Thì bên em đang bán ra mức giá là 36 triệu 400 ngàn nha anh chị. Xanh nhám và đen nhám mã đặc biệt 36 triệu 400 ngàn bánh mâm thắng đĩa. Rồi tiếp theo đó là bản cao cấp ha. Đây màu đỏ, quay màu đỏ trước đi rồi em sẽ quay cho anh chị xem màu xanh với màu trắng sao nha. Đỏ thì chỉ cũng có một loại đỏ thôi nha anh chị, đó là đỏ đậm nha. À, khách hàng bên Nam có người gọi là đỏ huyết, đỏ bầm, đỏ nho, đỏ hột nhãn đó, thì cũng là em này. Đây anh chị, mâm đĩa là giống nhau hết nha. À, không có khác gì hết ngoại trừ cái màu sơn thôi. Rồi, sẵn quay mức tiêu hao nhiên liệu cho anh chị tham khảo luôn, 1,47 lít trên 100 km nha. À, tuy nhiên con số này nó có thể là tiêu hao nhiều hơn hoặc ít hơn tùy theo cái kỹ năng chạy xe của mỗi người nè. Rồi tải nặng, tải nhẹ, đường phẳng, đường gồ ghề nè anh chị. Thì mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau nha. À, rồi phía sau nè anh chị.
Lốp máy thì sơn màu đen nhám nha. Lưu ý thì tất cả các xe phụ trợ bên Nam đều là 2024 hết nha anh chị. 2023 thì bên Nam chỉ còn tồn kho một chiếc duy nhất màu đen sơn nhám thôi. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ Nam ha. Đây, tem chữ phụ trợ đây. Đó, tay dắt phía sau thì sơn màu đen sơn bóng nha. Tất cả các yên xe phụ trợ đều là màu đen hết nha anh chị. Đây, yếm đen nè. Nắp bờ cổ màu đen, yếm ổ khóa đen nè, hai nắp cốp hai bên màu đen nè, mặt nạ đen nè. Và màu đỏ này cũng không có bánh căm nha, chỉ có duy nhất cái màu xanh lúc nãy nó quay cho anh chị bản tiêu chuẩn chỉ có bánh căm thôi, còn những cái màu này là không có bánh căm. Đó. Rồi màu đỏ xong rồi tới màu xanh ha, quay xong màu rồi báo giá luôn nha anh chị. Đây, cái màu xanh này giống như cái màu xanh bánh căm tiêu chuẩn nha anh chị, nó chỉ khác có một cái là bánh mâm thì cái mặt nạ nó mặc định là màu đen, khác màu đen 100% đó là đồ lại rồi hoặc là like. Đó. Đây bánh mâm có ruột hết nha, vỏ là vỏ có ruột hết nha anh chị. Đây ốp sườn phía sau nè anh chị. Mâm xe màu đen, xin lỗi cái yên màu đen, tay dắt phía sau màu đen. Tuy nhiên cái bản đặc biệt cái tay dắt phía sau nó sẽ là màu đen nhưng mà đen nhám nha. Còn tiêu chuẩn với cái bản cao cấp á, nó là màu đen sơn bóng nha anh chị. Rồi tiếp theo cuối cùng đó là màu trắng ha, quay xong màu trắng rồi báo giá luôn. Quay chú ý là cho anh chị nhìn lại cái màu thôi, có cái màu nào mà anh chị đang tìm kiếm thôi. Còn anh chị mua màu độ là bên em không có nha, và những lý do mua màu độ thì Nam có nói rồi. Về mặt đăng ký biển số như thế nào nè và thời gian thì anh chị nào quan tâm thì có thể vào kênh Nam xem lại nha. Mặt nạ màu đen nha, và lưu ý trắng là chỉ có trắng đen nguyên bản của nhà máy sản xuất là trắng đen nha, không có trắng đỏ nha. Anh chị mua phụ chờ màu trắng mà yên màu đỏ hoặc là yếm màu đỏ đâu á là 100% xe đó là người ta chiếc phụ chờ người ta làm lại giống chiếc quay Thái 125i anh chị, nhưng mà nguyên bản của anh chị mua là sẽ như thế này. Năm nói ví dụ như anh chị mua chiếc phụ chờ màu trắng đỏ thì trong giấy nó để là màu trắng đen nhưng mà anh chị làm trắng đỏ thì vào chỗ anh chị nó không biết, nhưng mà chỗ Nam là vào là chắc chắn này sẽ không cho bấm biển số nha anh chị, tại vì không có đúng giấy tờ đó. Anh chị lưu ý nha, khi mua màu độ thì hỏi cho kỹ nha. Tại vì tiền của anh chị thì quyền quyết định của anh chị, Nam chỉ chia sẻ cái ý kiến cá nhân và những trường hợp Nam thường gặp thôi. Tại vì những trường hợp này bên Nam gặp rất là nhiều rồi. Bánh mâm thân đĩa nha. Rồi phía sau nè, tay dắt phía sau thì cũng sơn màu đen sơn bóng luôn. Đây là nguyên bản của nhà máy hết nha anh chị, chưa có bất kỳ cái chi tiết nào độ chế gì hết nha. Và bên Nam thì chỉ bán xe zin của nhà sản xuất thôi, chứ không có bán xe độ màu độ bánh gì hết nha anh chị. Nhà sản xuất sao là bán vậy. Anh chị nào thích xe độ thì sẽ không phù hợp với cửa hàng của Nam. Cửa hàng bên Nam chỉ bán màu zin của nhà sản xuất thôi. Anh chị nào thích màu zin thì có thể liên hệ Nam. Rồi phụ chờ màu trắng nè, mà màu xanh bánh mâm nè, màu đỏ đậm nè, thì hiện tại bên Nam đang bán ra với mức giá là 36 triệu 900 ngàn nha. 36 triệu 900 ngàn, màu trắng bánh mâm, màu xanh bánh mâm, màu đỏ bánh mâm. Rồi anh chị lưu ý ha, tất cả giá xe Nam báo là đã bao gồm VAT hết rồi nha anh chị, nhưng mà chưa bao gồm biển số nha. Đó, những anh chị nào mà mua xe cửa hàng bên em á, cửa hàng bên em á là Head Honda Tân Tiến 2, địa chỉ là số 92 quốc lộ 30 phường Mỹ Phú thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Cửa hàng bên em nằm ở khu vực thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp nha. Những anh chị nào mà mua xe cửa hàng bên em và đăng ký về ngoài tỉnh Đồng Tháp, có nghĩa là giao xe xuất hóa đơn về ngoài tỉnh á, thì bên em sẽ giao xe nè, giao bộ hồ sơ gốc về anh chị tự đăng ký biển số nha, chứ bên em không có bao đi làm biển số được, tại lý do là không có người làm chứ không phải là không làm được nha anh chị. Còn những anh chị nào mua xe cửa hàng bên em và đang tiếp thuộc về các huyện nằm trong khu vực tỉnh Đồng Tháp, ví dụ như huyện Cao Lãnh, huyện Tháp 10, huyện Lấp Vò, Lai Vung, huyện Tam Nông gì đó vân vân, những huyện là được nha, nằm trong khu vực tỉnh Đồng Tháp, thì giá Nam báo nó giờ cho anh chị đó là bao anh chị ra tới biển số cầm trên tay, không phát sinh thêm tiền ha. Lưu ý là giá xe được báo vào ngày 4 tây tháng 10 2024 và có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm nha. Ví dụ như anh chị muốn biết giá tại thời điểm anh chị mua nó có thay đổi gì không thì vui lòng liên hệ Nam ha. Thông tin liên hệ bên dưới phần mô tả, hoặc là anh chị có comment để lại số điện thoại của anh chị bên dưới phần bình luận, em sẽ liên hệ lại nha. Rồi tiếp theo đó là trả góp nha. Trả góp á, thì cái dòng xe phụ trợ này anh chị đưa trước số tiền tầm khoảng 10 triệu là có thể lên hồ sơ trả góp được rồi, 8 triệu cũng được nữa, nhưng mà tùy theo cái nơi đăng ký anh chị ha. 20% tổng giá lăn bánh của xe trở lên là làm được nha anh chị. Còn dưới 20% thì bên em chưa hỗ trợ được nha. Ví dụ như ít nhất là tầm khoảng 8 triệu trở lên. Thủ tục á, thì chỉ cần căn cước công dân thôi anh chị, bản gốc ha, đủ 18 tuổi trở lên và không bị nợ xấu nha. Nợ xấu thì bên em cũng không hỗ trợ được nha anh chị. Khung góp thì linh hoạt nha anh chị, nó sẽ dao động từ 6 tháng này, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng nha. Cái này tùy theo anh chị chọn nha. Ví dụ như anh chị đưa trước 10 triệu thì bên em sẽ tính cho anh chị là đưa trước 10 triệu còn nợ lại bao nhiêu đó, rồi sẽ tính ra nhiều khung, ví dụ như khung 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, rồi anh chị sẽ lựa chọn cân nhắc coi cái khung nào phù hợp với kinh tế của mình thì sẽ chọn khung đó. Còn mua trả góp mà anh chị đưa trước 30% tổng giá lăn bánh của xe thì bên em sẽ giao luôn cả về gốc cho anh chị ha. Mua trả góp
mà trả 30% tổng giá trị lăn bánh của xe trở lên thì sẽ nhận luôn cả về gốc giống như mua tiền mặt nha anh chị. À, anh chị nào quan tâm chi tiết về giá xe, về màu sắc, về trả góp như thế nào, trả trước bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, mỗi tháng có bao nhiêu tiền thì vui lòng liên hệ Nam, thông tin liên hệ bên dưới phần mô tả. Còn không thì cứ comment để lại số điện thoại của anh chị, Nam sẽ điện thoại lại tư vấn cho anh chị cụ thể và chi tiết nhất nha. Đó, hôm nay Nam nhận được rất là nhiều thông tin anh chị. À, có anh chị nói là trời ơi, chỗ Nam bắn mắt quá, giá này thì để chân đi, để chạy luôn đi. À, còn có anh chị thì comment nói là sao chỗ em bán rẻ hơn chỗ anh chị nhiều vậy, làm sao mua? Tại vì bên Nam á, chị chỉ bán tại cửa hàng thôi anh chị, không có ship xe ha, chỉ bán tại cửa hàng thôi. Những anh chị nào đến cửa hàng được đó, thì bên Nam mới bán được anh chị. À, chị bán tại cửa hàng thôi chứ không có ship xe. À, giá xe thì mỗi nơi mỗi khác anh chị tham khảo, cảm thấy giá bên Nam được đó, thì liên hệ Nam hỗ trợ. Còn cảm thấy giá chưa được đó, thì coi như là xem video để có thêm thông tin về xe future, hoặc là để giải trí cũng được nha anh chị. À, tại vì tỉnh A, tỉnh B, tỉnh C, mỗi tỉnh thị trường khác nhau thì giá xe nó sẽ khác nhau anh chị, không nơi nào giống nơi nào. À, người ta công ty đưa ra giá nào thì Nam cập nhật giá đó báo cho khách hàng thôi. Ví dụ như anh chị cảm thấy mà ok được thì liên hệ Nam hỗ trợ. Còn dạng như mà không yêu thì đừng nói lời cay đắng anh chị. Nam cũng chỉ là người làm thuê thôi, làm mướn cho người ta thôi. Có nhiều anh chị tưởng Nam là chủ mà, nhưng không phải nha. À, thôi trả lời vấn đề đi. À, xe future thì tất cả đều là đồng hồ cơ nha anh chị. À, hy vọng rằng trong tương lai nó sẽ cải tiến đồng hồ điện tử ha. Khóa thì cũng là khóa cơ thôi. À, không có khóa thông minh nha. Khóa thông minh là người ta độ lại cho anh chị nha. Ví dụ như đi vô cửa hàng mua thấy cái xe future khóa thông minh, remote khóa thông minh thì chắc chắn 100% cái đó là cửa hàng người ta làm cho anh chị sẵn, chứ không phải là xe zin của nhà sản xuất. Đó, thì cái đó là vài điều lưu ý với anh chị thôi. Rồi, cốp xe đây. Nói về cốp xe thì xe số và future không có chiếc nào qua được future rồi. Đối với dòng xe của Honda Việt Nam mình, à, phun xăng điện tử FE nha anh chị, 125 FE. Đây, còn bơm xăng đây, future không còn bình xăng con nữa nha. Bình xăng này chứa được 4,6 lít xăng nha anh chị. Và đặc biệt là future hiện nay là không còn cái túi đồ nghề theo xe nha. Hôm nay bị khầm lên mấy cái vụ này nhiều lắm nè. Cái này là cho nhà máy người ta không không có trang bị, chứ không phải là cửa hàng lấy lại nha anh chị. Cái túi chìa khóa rồi đó thì nó chỉ có vít ba ke rồi chìa khóa 14 rồi vậy thôi anh chị. Hầu như là cũng không có xài tới nữa. Nhưng mà hiện nay thì nhà máy không còn để nó nha anh chị, chứ không phải là cửa hàng lấy lại nha. Anh chị tham khảo cái điều đó giúp Nam nha. Thì đó là tất cả thông tin Nam chỉ muốn chia sẻ với anh chị về cái dòng xe future trong tháng 10 này. À, lưu ý thì giá xe nó không cố định nha anh chị, nó theo từng thời điểm, có thời điểm vậy, có thời điểm khác. À, mỗi lần Nam đăng video là anh chị sẽ biết giá có sự thay đổi nha. À, anh chị nào quan tâm sâu sắc hơn thì cứ liên hệ Nam, khu vực thành phố của lãnh của tỉnh Đồng Tháp, Nam sẽ tư vấn anh chị một cách cụ thể và chi tiết nhất. À, rồi thì đó là tất cả thông tin em muốn chia sẻ với anh chị dòng xe future LS 2024 này. Bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây nha anh chị. Anh chị nhớ đăng ký kênh của Nam để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về dòng xe mới nha, đặc biệt là về giá xe này, về trả góp nè. Nam sẽ cố gắng cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về những dòng xe mới, đặc biệt là về giá xe để cho anh chị tham khảo nha. Rồi một lần nữa thì cảm ơn tất cả quý anh chị khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.